Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh VTV mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị bên em. Hôm nay em tổng hợp lên sóng và báo giá nhanh cho anh chị quý vị và các bạn một loạt xe mới về cửa hàng bên em. Giá tiền thì chỉ từ 55 triệu đồng cho đến 300 triệu đồng quay đầu. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nhập Việt số sàn, số tự động, 5 chỗ, 2 chỗ, alo cho em. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn là một mẫu xe Chevrolet Spark đời 2010. Xe tư nhân chính chủ biển Nghệ An, một chủ sử dụng từ mới này. Đấy, đăng ký 2 chỗ ngồi, rất là nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Đi được cả người và cả hàng hóa các bạn nhé. Đấy, giá tiền chỉ với 55 củ thôi. Đấy, nội thất này rất là ok. Đấy, số sàn máy của nó chỉ với 0.8 thôi. Keo chỉ zin, máy số ngon. Đấy, gầm bệ thì rất là chắc chắn các bác nhé. 55 củ khoai, các bác sở hữu ngay cái mẫu xe Chevrolet Spark mang thương hiệu của nước Mỹ. Đấy, một mẫu xe vừa đi được người mà vừa chở được đồ, mà giá tiền thì rất là ngon, bổ rẻ cho anh chị quý vị và các bạn nhé. Bác nào thích 5 chỗ thì đây em có một mẫu xe Daewoo Lazetti sản xuất 2009. Vâng, một chủ sử dụng từ mới, biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, con này thì 2009, keo chỉ zin, máy số thì rất là ngon. Đấy, bao hồ sơ cho các bác với cửa tiền 120 mấy củ thôi. Đấy, hơn 100 củ các bác nhá. Đấy, Daewoo Lazetti 5 chỗ ngồi. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Daewoo Lazetti, vâng, nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Form dáng của nó rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, xe con này thì rất là chắc chắn các bác này. Đấy, con này thì cũng keo chỉ zin, máy số thì rất là ngon. Đấy, số sàn bản SE. Với cái cửa tiền con này thì bên em đang chào bán với giá là hơn củ các bác nhá, hơn 100 củ đây. Hơn 100 củ, 60 mấy củ các bác nhá. Đấy, bao hồ sơ cho các bác. Đấy, 16X các bác nhá, nội thất rất là tươi. Đấy, có cả màn hình cam hành trình đầy đủ cho các bác luôn. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, con này thì phải nói rất là cứng cáp này, keo chỉ zin, táp ly, cánh cửa led như là soli luôn. Đấy, với cái cửa tiền 160 mấy củ thôi, các bác sở hữu ngay cái mẫu xe Daewoo Lazetti nhập khẩu nguyên con. Đấy, 5 chỗ ngồi. Đấy, 5 chỗ ngồi các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát Phú Thọ 19A. Và bác nào có cửa tiền loanh quanh chưa tới 300 thì đây em có một mẫu xe Kia Soloto. Vâng, Kia Soloto sản xuất năm 2019-20 các bác nhá. Đấy, sơn xi màu bạc, biển kiểm soát Bắc Linh này. Đấy, 99A. Vâng, 298 triệu đồng. Các bác sở hữu ngay cái mẫu xe Kia Soloto. Đấy, bác nào mà quan tâm mẫu xe này mua về chạy kinh doanh taxi dịch vụ thì rất là ok các bác này. Đấy, động cơ em nó thì 1.5, 1.6 gì đó các bác nhá. Trần 3D chống nóng này. Đấy, màn hình Android cam nồi đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, cửa tiền chưa tới 300 triệu đồng. Đấy, anh chị quý vị và các bạn sở hữu ngay cái mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đó là một mẫu xe Kia Soloto các bác nhá. Đấy, màn nước sơn màu bạc xịn sò luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. 7 chỗ này. Đấy, 7 chỗ bên em thì còn rất là nhiều. Đấy, giá tiền chỉ từ hơn 100 các bác nhá. Và con này nó là mẫu xe Hyundai Getz. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Nghệ An. Đấy, con này thì đời 2009 này. 2009 na răng đúc này. Sơn xi thì màu cà rốt các bác nhá. Đấy, túi khí ABS. Đấy, hai đèn trần bô lăng gật gù. Với cửa tiền hơn 100 củ các bác nhá. Hyundai Megami 10 đeo biển kiểm soát 15A. Đấy, số tự động máy 1.0. Vâng, nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Nhập khẩu các bác nhá. Con này nhập khẩu Ấn các bác nhá. Nhập khẩu đây. I10 nhập khẩu các bác nhá. Số tự động. Xe gia đình sử dụng xịn sò luôn. Con này thì bên em đang chào bán với giá là đâu đó là chỉ có hơn 200 củ thôi. Và Kia K3. Vâng, đời 2016. Con này thì đời 2016 các bác nhá, 2016 đây. Đấy, em có hai con, một con 2016 và một con 2015. Con này thì để cho anh em là đâu đó là chỉ có hơn 300 củ đây. Đấy, 360 các bác nhá, 360 củ đây. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Và mẫu xe Hyundai Avante đời 2011. Đấy, số tự động máy 1.6. Xe tư nhân chính chủ biển Nam Định này. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin cho các bác luôn. Đấy, có cả cửa sổ trời, đăng kiểm thì dài miên man cho các bác nhé. Đấy, con này thì để cho các bác là đâu đó là chỉ có hơn 200 củ thôi. Đấy, hơn 200 triệu có mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, rất là đẹp cho các bác nhé.
Đấy, xe gia đình xịn luôn các bác nhá. Đấy, nội thất thì các bác này. Đấy, nội thất thì vượt rất là đẹp luôn. Đấy, túi khí ABS, màn hình Android, cửa sổ trời, trần nỉ nguyên bản theo xe. Vâng, một mẫu xe phải nói là rất là ok cho các bác. Bác nào thích xe nhập thì đây em có một mẫu xe nhập khẩu nguyên con, số tự động các bác nhá, máy 1.6, đeo biển kiểm soát Hà Nội. Đó là một mẫu xe Daewoo Lachetti bản CDX. Đấy, số tự động máy 1.6, xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội, có cả cửa sổ trời, đề lỗ start top với cửa tiền hơn 100 cổ các bác nhá. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc, đó là một mẫu xe Hyundai Venoctur sản xuất 2011, số tự động này. Đấy, con này thì form dáng của nó rất là phong cách thể thao. Đấy, cửa sổ trời panorama toàn cảnh các bác nhá. Nội thất này các bác này, ghế da xịn luôn, túi khí ABS cho các bác nhá. Đấy, con này thì với cái cửa tiền loanh quanh hơn 300 cổ. Đấy, bên em có bao hồ sơ về cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chung chủ cho các bác này. Đấy, và em có một mẫu xe Kia Morning, vâng, Morning van các bác nhá. Đấy, đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15D. Đấy, con này thì đăng ký 2 chỗ ngồi, vừa chở được người vừa chở được đồ các bác này. Đấy, nội thất ghế da trang bị màu đỏ và đen. Đấy, một mẫu xe Kia túi khí ABS đây. Đấy, màn hình đầy đủ cho các bác luôn, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, con này thì cửa tiền chỉ có hơn 100 củ thôi. Đấy, con này thì form mới các bác nhá, form mới thì rất là đẹp luôn. Đấy, hơn 100 triệu này, các bác sở hữu ngay cái mẫu xe này. Đấy, mẫu xe Kia Morning, vâng, bản van các bác nhá, bản van số tự động máy 1.0. Đấy, bên em thì còn rất là nhiều xe phục vụ bà con cô bác cũng như anh chị quý vị và các bạn. Đấy, mua về du xuân chơi Tết, tập đi tập lái, che mưa che nắng. Đấy, rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho các bác nhá. Đấy, Hyundai i10 các bác này. Đấy, i10 các bác nhá. Đấy, con này thì đời 2015 này, số tự động này. Đấy, con này thì hai loanh quanh 2.7 các bác nhá. Đấy, mẹt này. Đấy, em có cả mẹt các bác này. Đấy, như cái mẫu xe này là mẫu xe Honda City, vâng, đời 2016, số tự động máy 1.5. Đấy, hơn 300 cổ này. Như cái mẫu xe này thì nó là mẫu xe Ford này, Ford Fiesta này. Đấy, Ford Fiesta thì đời 2014, số tự động. Đấy, với cửa tiền hơn 200 cổ các bác nhá. Đấy, rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị quý vị và các bạn này. 5 chỗ, 7 chỗ, máy dầu, máy xăng có đủ các bác nhá. Đấy, Mazda này. Đấy, Mazda 3S đời 2013. Vâng, chỉ có hơn 300 triệu thôi. Đấy, xe thì rất là đẹp này. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng các bác nhá. Anh chị quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có nhá. Đấy, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Xem xe, thử xe, test xe thoải mái các bác nhá. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.